hình như cũng ở Thạch Hà này. Đông Hải, Cẩm Xuyên. À, Cẩm Xuyên. Em về nhà đấy mà. Nhà Vĩnh, đội trưởng Kỳ Anh. Giáo này đẹp nhất đấy nhé. Xong, để được. Qua một cái đấy được. Đấy, nhưng mà ông cha ông nói một câu là dân nó theo hết đấy. Bằng bao nhiêu tiền tùy khả năng thôi, nhưng mà người ta bảo. Chứng tỏ là mẹ nó dân sống bái lắm. Nó tin là cái tôn giáo của nó hơn là nó tin đảng của nhà nước. Đúng rồi mẹ, ông lãnh đạo huyện, ông lãnh đạo tỉnh nào là không phải là dân. 324. Chính xác là nhà này. Đúng rồi. Việt Nam này. Ở dưới kia cổ phân dưới Kê Cá Thanh. Ở dưới Vũng Tàu hả? Vũng Tàu ấy. Thanh nó bỏ mở cả nó đổ đi lên cho con xem. Này cho xem này. Này cho con xem này. Sao? Sợ nó không, nó bị nhốt rồi. Đây nó bị nhốt rồi. À, cho nó chờ kìa, nó chờ con đưa lại cho nó kìa. đâu có cắn đâu mà sợ. Trả lấy cho con này. Bố đưa cho nó nhá. Này như này, bố đưa cho nó này. Này. Đó, có tay nó cầm nó. Đó, nó còn ăn nó đó. Đó. Bíp đâu rồi nhỉ? Bíp ơi. Đâu rồi? Nó đâu rồi? Con khỉ đâu rồi? Thank you.